5 món ăn vặt siêu ngon, giảm cân đẹp da, nàng nào cũng nghiện. Tại sao ăn vặt lành mạnh lại khó, đặc biệt với những người đang giảm cân? Đơn giản, bởi vì hầu hết các món ăn vặt là sự kết hợp giữa đường và các chất béo xấu. Chúng vừa không tốt cho việc giảm cân của bạn nói riêng và sức khỏe của bạn nói chung. Ấy thế nhưng thật khó để bỏ qua các món ăn vặt hấp dẫn và siêu ngon ngoài kia, phải không nào? Đừng lo lắng, bởi vì ngay sau đây, An Cốt Nam sẽ tiết lộ cùng bạn 5 món ăn vặt ngon nhức nách nhưng lại siêu lành mạnh. Vừa được ăn ngon mà vẫn giữ dáng đẹp da, lại còn giảm cân hiệu quả nữa chứ. Bắt đầu ghi chép chép lại ngay bí kíp này nào chị em. 1. Các loại hạt khô. Những loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt dẻ, lạc có hàm lượng chất xơ rất cao nên giúp tạo cảm giác no lâu, ngăn ngừa việc nạp thức ăn. Ngoài ra đây cũng là nguồn dinh dưỡng dồi dào, cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động mà không gây tích tụ mỡ thừa như những món ăn vặt chứa nhiều đường hay dầu mỡ. 2. Những loại trái cây ít đường, giảm cân đẹp da. Những loại trái cây được nhắc đến như ổi, dứa, lựu, bưởi, nho, dâu tây là những loại trái cây ít đường, giàu các loại vitamin A, C và B11, giúp tăng cường sức khỏe và làm đẹp da mà không cần lo lắng đến việc tăng cân. 3. Sữa chua không đường. Sữa chua là một món ăn được biết đến là giàu men vi sinh, rất tốt trong việc hỗ trợ quá trình giảm cân. Probiotic hay men vi sinh trong sữa chua không đường có rất nhiều chất khoáng và vitamin cần thiết. Khi ăn, cơ thể sẽ hấp thụ được các chất dinh dưỡng hiệu quả và cải thiện quá trình tiêu hóa. Từ đó chúng ta sẽ ăn ít hơn, giúp duy trì no lâu và sẽ giảm cân rất hiệu quả. 4. Sinh tố rau củ. Những ly nước ép sinh tố hay detox đều là những thức uống thơm ngon và nhiều tác dụng trong việc làm đẹp. Khi uống, chúng sẽ cung cấp thêm nước và vitamin cho cơ thể, tạo điều kiện giúp hấp thụ thêm chất xơ nhưng vẫn rất ngon miệng. Nó không những chỉ thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh và mạnh mẽ mà còn tạo điều kiện để đánh bay mỡ thừa hiệu quả. 5. Yến mạch kết hợp với hoa quả giảm cân. Một món ăn cứu đói thông minh dành cho người làm việc văn phòng, bởi ăn một lượng nhỏ nhưng bạn đã chóng no và được cung cấp năng lượng suốt nhiều giờ liền đấy. Hãy thử món ăn vặt này vào những thời gian rảnh rỗi, bạn sẽ thấy chúng là món ăn vặt siêu ngon mà không sợ béo đấy. Ngoài ra, thế giới đồ ăn vặt giảm cân còn rất đa dạng với các loại sữa không đường, trứng luộc, pudding hạt chia, thạch hoa quả. Nếu bạn muốn giảm cân mà vẫn được ăn vặt thỏa thích thì hãy thiết lập một chế độ ăn vặt khoa học và lành mạnh là ok nha. Chúc các bạn ăn siêu ngon mà vẫn giữ được dáng siêu đẹp nhé. Hẹn gặp lại trong những video mới nhất của An Cốt Nam.